Tại vì tác nghiệp phải đã. Không, cái đấy là thích đấy, lâu lắm anh chưa mua cái nào. Nhỏ. Được. Đồ này bắt cây chuẩn đấy. Chào nghệ nhân. Lộc mừng. Cái này bao tiền chị? Cái này lá nó có ăn được như cây mình không nhỉ? Lá liệu nó có ăn được không? Có hỏi được không? Được đúng không? Ừ. Chơi được mà ăn được rồi, ăn chơi đấy. Được đấy. Ô, cây này là cây gì? Vâng, tí nữa nắng quá, chỗ đấy nắng quá. Có hoa đúng không? Có hoa. Ừ. Cái này nhà giàu, già giàu nó hay chơi đúng không? Bao tiền cái này chị? Lan tiêu à? Nó giống cái mai, nó gọi là mai lan đúng không? Không phải nhỉ? Mà đợt hoa trắng. Để tí ở Google phát. Dáng thế đẹp đấy nhỉ. 4 triệu. Bo sẹo riết tốt đấy. Ừ, này. Vỏ nó đùn ra đẹp đấy. Em nào mà biết cây này chắc là thích. Còn anh em nào mà chưa biết cây gì chắc là còn lăn tăn. Ừ. Hiếm có đấy. Nhìn xa lại tưởng lộc vừng nha. Lan tiêu. Ok đấy. Đẹp. Vâng. Đấy. Cốt đẹp, hoa thơm. Con sai mà có hoa nhất rồi. Lá nó cũng tương đối là nhỏ. Được đấy. Lan tiêu. Chị bây giờ chị đợt này toàn cây nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp đẹp. Xăm trái đây này. Trang vàng. Đây. Lộc vừng. Cây này đẹp này. Cây này bao tiền đấy chị ơi? 2,5 triệu à? À. 2,5 triệu. Người đẹp lại nổ lại số phát nhỉ? Số điện thoại ấy. 077 33 21358. Thôi ông bà đấy cứ bán chung đi nhỉ, gọi cho một người cũng được. Chết thật. Gây nhỉ. Chứ lại còn ít tuổi hơn em à. Chết thật. Ôi không phải vội. Tít đằng kia kìa. Bộ. Để tí nữa còn được B. Cứ để đây. Cứ để tí. Đây. Lâu lắm mới ra đi chợ dám là bê cây đấy. Vâng. Ở đây tùng này thì bao tiền cây chị? 1,8 triệu một cây à? À. Đồng giá đấy, hôm nay là nhiều 18 ghê đấy. Toàn sung đẹp và sung bao tiền cây đấy các nghệ nhân. Sung. À thế à? Bán rồi à? Cứ. À bán rồi gì? Ô thế là bên này cũng có của đồ của em đấy chứ? À mua xong rồi bán luôn được rồi. Ok. Thế còn những cây này? 1,2 triệu một cây toàn có quả hết rồi đấy. Sạch mịn luôn đấy. Đấy. Mình cái tính là ra đây tay không nhưng mà nhặt đây xong lại bán được đấy nhỉ. Anh em nhìn tức là sung là thực ra thì tốt nhất là sung là phải có quả rồi, trừ khi những cái cây nó cốt rất là đẹp thì cây gì cũng chưa được hết.
Thế còn mà bên nó bình thường thì cố gắng là có cái sung nó có quả, mua lúc nó có quả rồi yên tâm. Còn mà chưa thấy nó có quả thì cũng hên xui lắm. Đấy, có những cây nó rất lười quả, tất cây nào nó ra quả thôi, nhưng mà vì tùy chế độ chăm sóc, với có những cái cây tương đối là lười. Đấy, 1,2 triệu một cây. Được cái là cây nào cũng hoàn toàn là phần với sạch mịn. Sạch mịn. Cây này thì bao nhiêu? 1,7 triệu. Quệ riết ác nhỉ. Có chân cẳng cây phết. 1,7 triệu. Được đấy. Gió mát tuyệt vời. Ổi đấy. Ổi. Giấy mi. Đây, ta lại có cây tường vi đây. Cũng của nhà mình đấy đúng không? Của nhà mình đấy đúng không? Bao nhiêu? Cái này bao tiền? 4 triệu. Tường vi này cao phải tầm gần 2 mét. Gần 2 mét. Vì trừ đi cái ghế cái gì? Trừ đi cái ghế khoảng 30 phân. Khoảng 2 mét. Đang rất nhiều hoa. Đang rất nhiều hoa. Đấy. Ok. Chúc hai bác đặt hàng nhá. Đồng phấn. Bên này bên kia đấy. Bao tiền? 3,5 triệu. Hoa đẹp nhỉ. Anh đi con đến cái nhìn từ nào cái sạp ví thì nó muốn cái tay phải luôn. 3,5 triệu. À cái lắm đây nhé. Hồng phấn. Nó có cái chạm đến cái nó có cái biển, cái là coi như gần đến trạm thu phí. Cách cách chạm nhìn đến trạm thu phí thì nó có cái đường kéo tay tay phải. Không kể chỗ nào là nhìn thấy sạp ví nằm dưới tay phải. Đấy. Đây phải là ra cái đường. Ok chưa? Đây chưa? Theo cái đường tàu này. Đấy, bây giờ sang bên này xem nào. Ai chào mẹ, cái thầy trò này kinh nhỉ. Để xem cái pha này phát. Ai à, mẹ. Kinh đấy. Ai có bằng lái chưa? Kinh à, luyến luyến nghệ luyến. Kinh đấy nhỉ, gấu đấy nhỉ. Chợ này có vẻ sôi động đấy. Đâu đâu đâu. Triệu bạc. Triệu à? Vâng. Ta về là cũng mệt đấy. Ta cái loại này để mẹ để đi thương thì tội cắt đi thì chả còn cái gì. Thế bán được mới gọi là siêu. Nói là đấy, làm cây rồi đó mẹ, bây giờ đừng có tham. Cứ thế to là sướng đấy. Lại. Đấy, mẹ cái kìa. Học tiền đấy đây. Tao đấy, tao bảo là cái cây của tao, cây mà tao ghép lá nhỏ đấy đấy. À. Hết rồi đấy, giờ mẹ mẹ dùng xe cẩu một cẩu đấy, giờ đang mong bán đến 10 triệu. Càng có tuổi lại càng phải nhỏ, thu nhỏ sai lại. Để xem sang vời cái nào. Sang vời cái xe nào. Vời thì vẫn cây cũ, cây kỳ đá hôm trước đây. Lấy được những cái dữ liệu rất là già rồi. Thế còn nghệ nhân à, quay vướng tí trẻ con buổi sáng. Vời chả ra bán hàng gì cả nhỉ.
Đây, hòn đá này mình đánh giá tương đối là cao, không phải là tinh xảo nhưng mà có nét được đấy. Cái này nhìn cũng gầm gừ ghê đấy nhỉ, gầm gừ ghê đấy. Toàn là 3x trở lên, 3x trở lên. Đại hội võ lâm à? À, phụ lại có cái môn rồi. Đợt phiên cuối tuần mà mình thấy sôi động nhất từ cách đây vài tháng cho đến bây giờ, người mua kẻ bán rất là tấp nập. Có lẽ là thời tiết nó cũng tương đối là mát, tương đối là mát. Đó, cây cổ vời nha. Đấy, gà đẹp chưa? Lâu lắm mới lại thấy bác đi ra chợ, lúc nào cũng cho gà đi lên xe này. Cái này không biết là cây của ai này. Bao tiền? Bao tiền? 11 à? 4 triệu. 14. 14 củ. Được đấy nha. Rất là đẹp anh. Chở có một cây đi thôi đúng không? Đúng, chở 2 cây. À, cả trong kia đúng không? Tí nữa để vào đấy làm tí nổ cái số của em cái nhỉ. Số điện thoại ấy. 0879. 0879. 188. 188. 3 con 9. 3 con 6. 3 con 6 đuôi. Đấy. Số đẹp lên cây nó cũng đẹp. Đấy. Bình đấy. Quê đẹp đấy nha. Thế rồi, đẹp hơn điền đấy à. Nở liếc lá liếc cô khác gì đâu. Con này ná, con này ná gần như đất điền. Mũi nhận pháp nhận nhận cái da này nó không phải da điền. Cao 28, quanh 65, cao 80. Ná đẹp ghê nhỉ. Đấy, được đấy. Đấy, cái da này thì phát hiện nhìn, không phải da điền rồi. Nó là hạt. Và nuôi nắng gió dưới là được đấy. Sáng cây, ok đấy. Chúc em đắt hàng để vào trong kia để làm tí đại hội ở trong kia đấy.